Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thì cũng có rất là nhiều bạn hỏi mình á, tại sao không làm báo giá dòng xe Airblade 125 và SH50 đi mà sao quay những dòng xe Vision ở Thất Phết Hòa vậy. Thì thật sự mà nói thì mình cũng muốn báo giá cho các bạn trong cái tháng mới này, nhưng mà giá nó không thay đổi các bạn. Các bạn biết sao lại không thay đổi không? Tại vì trong cái thời điểm này á, cận Tết rồi, những cái dòng xe khác á, hàng về rất là nhiều luôn, giá đang rất là giảm luôn. Nhưng mà chỉ riêng cái ông này 160 với 125 nè, và với những dòng xe SH 125 và 150 á là không có hàng về luôn các bạn. Mình không biết vì sao lại không có hàng về, nên là cái lượng hàng hóa trong cửa hàng nó cũng không còn nhiều nữa, nên là mình cũng ngại quay đó. Với lại giá nó cũng không có thay đổi và nó cũng giữ mức giá ổn định và ở mức cũng tương đối khá là cao các bạn nha. Thì thôi thì để mình báo giá cho các bạn luôn, để những bạn nào quan tâm thì bạn tham khảo thêm. Tại vì bây giờ nó cũng không có hàng nhiều để mà các bạn lựa chọn nữa. Các bạn nhìn thấy không? Ở đây mình chỉ trưng có mấy mẫu, được có 4 xe duy nhất thôi các bạn. Đó, những dòng xe SH 125 150 cũng vậy luôn. Thật sự thì nó cũng hơi chán một tí. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ báo giá trước cho các bạn cái dòng xe 125, 125 tiêu chuẩn trước nha. Tiêu chuẩn thì hiện tại là 40.500.000. Còn phiên bản đặc biệt màu đen nhám á, màu đen nhám thì là 44 triệu. Đen nhám thì mình đang lên đồ ngoài kia, tí nữa thì mình sẽ quay cho bạn xem. Còn như chiếc màu đỏ này là cái màu tiêu chuẩn ha. Tiêu chuẩn thì cũng còn một màu nữa là cái màu xanh. Rồi, tiếp đến là cái phiên bản 160 thì tiêu chuẩn là cái màu xanh giống như này ha, màu xanh đen. Mức giá hiện tại là 55 triệu và phiên bản đặc biệt là hiện tại là không có hàng luôn. Mức giá là 58 triệu. Đấy, cái chiếc màu xanh là tiêu chuẩn ha. Đấy, 160. Còn cái chiếc màu xanh kế bên này á, thì cái màu xanh nó khác hơn một tí ha. Cái màu xanh dạng như màu xanh xanh dương. Đấy, là cái này là của 150 các bạn nha. 150 thì giá nó rẻ hơn. Đó. Giá mắc hơn nữa chứ. Giá tới 56 triệu lần. Cái màu xanh 150 này 56 triệu, còn màu xanh của 160 là chỉ có 55 triệu thôi. Tại vì 150 bây giờ là nó không còn sản xuất nữa nha các bạn. Đã bỏ mẫu rồi, chỉ còn một số hàng tồn động kho thôi. Đấy. Còn 160 thì đối với cái phiên bản tiêu chuẩn thì bên mình về cũng ít hàng lắm, lâu lâu thì nó về được một chiếc xanh, lâu lâu thì nó về được một chiếc đỏ, nói chung là về mỗi lần được có một chiếc à. Đó. Cái này thì ngày hôm qua cũng mới về đó nè. Còn phiên bản đặc biệt thì hầu như là một tháng về cứ 1 đến 2 xe thôi, về không có nhiều. Còn phiên bản 125 đặc biệt thì mình đang tiền bày ngoài kia. Nói chung thì đối mức giá hiện tại đối với dòng xe Airblade thì mình nghĩ thì các bạn không nên mua trong giai đoạn này. Những dòng xe khác giá giảm bao nhiêu thì cái ông Airblade này với cái ông SH thì lại cao bấy nhiêu. Chung là cũng không có xe nhiều mình để mình bán cũng như là quay cho bạn xem nữa, toàn là những màu sắc cũ thôi và nó cũng không có gì để mới á. Rồi, như chiếc 150 này thì mình cũng có lên phuộc nè, rồi lên cái ốp nè, ốp chơm nè, để cho các bạn tham khảo thêm thôi. Đa số những dòng xe này là gắn đồ trang trí hết rồi. Rồi, phuộc này ha, xe là xe mới hoàn toàn nha các bạn nha, chứ không phải là xe khách mua và khách trả lại nha. Tại vì có nhiều bạn hỏi mình đó, ủa tại sao xe mới mà lại ốp hết vậy, xe cũ hả? Nó không phải nha các bạn nha, tại mình ốp lên để cho khách hàng tham khảo thôi. Tại vì cũng có nhiều khách hàng người ta cũng có nhu cầu ốp á, nhưng mà ta không biết là ốp xong là xe mình như thế nào, nên mình ốp sẵn trước để cho khách hàng mình xem ha, hình dung được là khi mà xe mình đã ốp xong thì xe nó sẽ ra sao. Nếu mà khách không thích ốp thì khách mua xe nguyên bản thôi các bạn. Đây. Ở đây là ốp chơm ha, ốp chơm nó sẽ cái này là cái loại nhựa, nó sẽ mạ một cái lớp rồi gom lên ha. Các bạn xài thời gian lâu thì nó sẽ bị chóc mặt gom nó lên, mà mặt gom nó ra thì mình sẽ thấy được cái lớp nhựa bên trong. Còn như cái loại này là cái ốp carbon. Ốp carbon thì dạng như màu này ha, nó sẽ ok hơn, 47 hơn. Đây các bạn thấy tham khảo thêm ha, ốp chơm phuộc. Con này thì phiên bản tiêu chuẩn ha, tiêu chuẩn 125. Rồi, và đây là 160 và 150 nè, thì các bạn thấy là so sánh được cách phối màu của màu xanh mới và màu xanh cũ ha. Đây, các bạn đã nhìn thấy là ở chỗ cái phần bình xăng và cái phần ta lái thì được phối với cái màu bạc luôn, màu bạc hoàn toàn nha các bạn.
Còn đối với 150 thì chỗ cái phần bình xăng và ở phần tay lái thì thiết kế màu đen. Màu đen nhiều hơn màu bạc. Màu bạc thì nó chỉ có vài chỗ thôi. Nhưng mà mình thấy cái màu xanh của 160 nhìn đẹp hơn. Nhìn nó kiểu như là nó cá tính hơn các bạn. Này, hai màu xanh khác nhau hoàn toàn nha. Ở đây thì mình có ốp một cái chi mũi nè. Chung thì 150 với 160 thì về kiểu dáng thì nó không có khác biệt gì nhiều các bạn ha, giống nhau hoàn toàn, nó chỉ thay đổi một vài chi tiết xe thôi. Chẳng hạn như là chỗ cái phần phanh nè. Đây, chỗ phần phanh 160 nè. Phanh với cái ABS nè, nó liền luôn. Đấy, nó được thiết kế liền luôn. Còn cái thằng 150 thì nó được thiết kế rời ha các bạn nha. Chỗ bánh răng cưa là thiết kế rời, được đấu nối thêm vào. Còn kia là nó liền luôn, cái đĩa luôn. Rồi, và cái điểm mà nâng cấp cải tiến đó là cái chỗ phần cổng sạc. Cổng sạc của 160 các bạn. Cổng sạc của 160 á thì nó được tích hợp cổng USB sẵn luôn. Đây, tích hợp cổng USB sẵn luôn. Tích hợp sẵn cổng USB luôn. Đấy, các bạn thấy chưa? Còn 150 á thì nó không được tích hợp sẵn cổng USB. Mà nói cái sử dụng cái chuẩn của ô tô, chuẩn sạc của ô tô các bạn. Đây, cái chuẩn sạc của ô tô nè. Đó, các bạn phải mua một cái cốc sạc ô tô đó mình mới sạc được nha. Rồi, chỉ khác biệt chủ yếu là ở phần đó thôi, chứ phần động cơ được nâng cấp lên thôi. Ngoài ra thì nếu mà mình xét về tổng thể kiểu dáng thì nó không có khác biệt gì nhiều nha các bạn. Và trong giai đoạn Tết này á, khi mà các bạn mua dòng xe A-Plus á, thì chỉ được dòng quay tài lộc thôi nha. Chỉ được một dòng quay tài lộc là các bạn sẽ có cơ hội trúng thác 350 hoặc là Honda Vision đó. Chứ ngoài ra thì không được tặng gì hết. Năm ngoái thì khi các bạn mua dòng xe A-Plus là các bạn sẽ được tặng 1 triệu đúng không? Nhưng mà năm nay thì không được tặng gì hết luôn, chỉ được một dòng quay thôi. Năm trước thì các bạn quay số thì chỉ trúng quay Alpha thôi, giá trị giải thưởng nó không có cao. Năm nay thì giải thưởng nó cao hơn, bù lại thì đối với những khách hàng không trúng giải thì sẽ không có giải thưởng gì hết ha. Nên là không đường này mắc kia đó. Rồi còn về trả góp đối với dòng xe này, hiện tại thì các bạn chỉ cần trả trước cho mình đâu đó khoảng 10 triệu thôi là các bạn sẽ làm hồ sơ trả góp được rồi. Thủ tục khá đơn giản nha, và hỗ trợ trả góp trong đoạn Tết này thì cực kỳ tốt luôn, chỉ có 1,79% thôi, hoặc là 0,79% tùy theo cái giấy tờ của bạn, cũng như tùy theo cái phần trả trước của các bạn thì bên cửa hàng sẽ áp dụng cho các bạn cái mức lãi suất tương ứng. Rồi, cảm ơn các bạn đã dõi video của mình nha, các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Rồi, sắp tới thì khi nào mà có những cái thay đổi về giá cả cũng như là về hàng hóa xe A-Plus này thì sẽ cập nhật lên kênh Alo Xe của mình. Hy vọng là được ủng hộ từ các bạn nha. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Xin cảm ơn các bạn.